Minh Lâm cùng với Kiều Tiên xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý khán giả, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của sự phát triển, trong đó ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp đã giúp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị cho sản phẩm. Trên lĩnh vực này, những năm gần đây, Tây Ninh đã cơ bản thực hiện có hiệu quả và cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Trên lĩnh vực trồng trọt, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ cài đặt phần mềm cho gần 250 cơ sở trồng cây ăn trái với tổng diện tích hơn 1.700 hectare. Toàn tỉnh có 24 loại cây ăn trái đăng ký thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử Kipus, hỗ trợ các vùng trồng và các cơ sở đóng gói trái cây có nhu cầu xuất khẩu hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mới mã số xuất khẩu. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 3 vùng trồng và 2 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 24 vùng trồng và 4 cơ sở đóng gói đang được duy trì sử dụng mã số xuất khẩu. Trên lĩnh vực chăn nuôi, công nghệ cao cũng được ứng dụng, góp phần tăng giá trị và thu nhập ở 8 trang trại heo, 4 cơ sở giết mổ tập trung nhờ sử dụng phần mềm TE Food để truy xuất nguồn gốc. Trên lĩnh vực thủy lợi và nước sạch, tỉnh đã xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng hệ thống quản lý thông tin hiện đại và đồng bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong việc quản lý vận hành, khai thác công trình thủy lợi và bảo vệ công trình phục vụ sản xuất. Cùng với đó là ứng dụng phần mềm CityWalk để quản lý khách hàng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn. Thị xã Hòa Thành đang trong thời gian cao điểm ra quân, giải tỏa các điểm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, lập lại trật tự đô thị để qua đó nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh trật tự. Từ đợt nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng của thị xã Hòa Thành vẫn thường xuyên đi giải tỏa các điểm nóng về trật tự đô thị, đặc biệt là khu vực chợ Long Hoa. Lực lượng chức năng cho biết, hiện nay có một số tiểu thương sử dụng xe kéo để bán trái cây, rau củ. Khi lực lượng chức năng xuất hiện thì họ kéo xe đi rất nhanh. Khi lực lượng rút đi thì họ kéo xe trở lại nên rất khó xử lý. Việc chống tái lấn chiếm lòng lề đường còn rất nhiều khó khăn và phải duy trì thường xuyên để việc thực hiện trở nên nền nếp. Hầu hết các trường hợp được lực lượng nhắc nhở viết cam kết không tái phạm, chỉ một số ít trường hợp bị xử phạt hành chính. Hiện nay, các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam đang trong cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất tăng cao. Chính vì vậy, Điện lực Tây Ninh khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện. Để kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng điện ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình, Công ty Điện lực Tây Ninh khuyến nghị khách hàng cần quan tâm và thực hành tiết kiệm điện bằng các biện pháp như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, vệ sinh chùi rửa, bôi dầu nhờn theo mùa đối với thiết bị dân dụng gia đình, kiểm tra toàn bộ hệ thống dây điện trong gia đình. Nếu phát hiện mối nối phải xử lý ngay để tránh tình trạng phát nhiệt có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Nếu dây điện quá nhỏ cần thay ngay để phù hợp với phụ tải, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bếp điện, bàn ủi, máy giặt. Hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm, ưu tiên sử dụng các thiết bị điện được gắn nhãn tiết kiệm năng lượng. Chuyển sang phần tin trong nước, do giá nhiên liệu biến động thất thường nên Tập đoàn Điện lực EVN đã đề xuất Bộ Công Thương được chủ động quyết định một số nội dung trên cơ sở diễn biến thực tế của giá nhiên liệu. Cụ thể, EVN kiến nghị Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực xem xét giao EVN chủ động tính toán cân đối lại cơ cấu nguồn điện các tháng còn lại của năm 2023 trên cơ sở tuân thủ đúng các thông số đã được Bộ Công Thương phê duyệt, cập nhật diễn biến giá nhiên liệu biến động trong giai đoạn vừa qua, làm cơ sở tính toán và phân bổ lại sản lượng hợp đồng các nhà máy điện. Ngoài ra, EVN cũng đề nghị Bộ Công Thương chấp thuận kết quả tính toán cập nhật kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng còn lại của năm 2023 như kết quả đơn vị này tính toán. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết các doanh nghiệp viễn thông trong cả nước đã xác định có hơn 3,8 triệu thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có dấu hiệu thông tin không đúng quy định. Đồng thời cho biết sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu 10 SIM trở lên. Cũng theo Cục Viễn thông, trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại. Bên cạnh việc sẽ triển khai các hệ thống chống ngăn chặn cuộc gọi rác sau khi chuẩn hóa thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ở bước tiếp theo,
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu 10 SIM trở lên. Cũng theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến nay đã có 2 trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển đã hoàn thành việc sửa chữa, 3 tuyến còn lại dự kiến sẽ được khôi phục trong tháng 5 và tháng 6 tới. Việt Nam hiện có 5 tuyến cáp quang biển quốc tế cập bờ tại 2 trạm ở Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Vào cuối năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, cả 5 tuyến cáp quang biển quốc tế này lần lượt gặp sự cố. Tình huống hy hữu này gây ra những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch vụ kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế, đồng thời cũng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ. Thưa quý vị khán giả, với nhiều tiện ích thông minh, giờ đây chỉ cần có chiếc thẻ du lịch quốc gia, khách du lịch có thể thanh toán không dùng tiền mặt, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, vừa tăng trải nghiệm trong hành trình của mình. Những tính năng vượt trội này đã vừa được Trung tâm Thông tin Du lịch trực thuộc Tổng cục Du lịch chính thức giới thiệu tới các công ty du lịch và cộng đồng hướng dẫn viên trong cả nước. Thẻ du lịch thông minh được ứng dụng công nghệ chip, mã hóa, tích hợp đa chức năng về du lịch, y tế, ngân hàng, thương mại, giao thông, giáo dục, hỗ trợ người dùng thanh toán một chạm, thanh toán trực tuyến không tiếp xúc. Bên cạnh thẻ cứng, thẻ du lịch thông minh cũng đã được tích hợp lên ứng dụng du lịch Việt Nam, Vietnam Travel. Khi tại ứng dụng, khách du lịch có cơ hội sử dụng một hệ sinh thái các tiện ích công nghệ như đặt vé máy bay, khách sạn, mua vé điện tử vào điểm tham quan, quản lý tour du lịch, phản ánh tới cơ quan chức năng, cập nhật các tin tức mới nhất trong ngành. Đối với khách du lịch quốc tế, để có thẻ này rất là đơn giản. Có thể họ sẽ mở ngay thông tin thẻ trước khi họ đến Việt Nam. Trên app du lịch Việt Nam, Vietnam Travel thì có một cái tính năng là thẻ mềm, tức là thẻ số, thẻ du lịch quốc gia nhưng dưới dạng số. Khách có thể đăng ký cài đặt ứng dụng và đăng ký trên app. Và một cách nữa là khi khách đi theo tour, cái chương trình khi đăng ký với tour các công ty lữ hành thì ngay khi có thông tin danh sách thì khách có thể đăng ký tích và mở được thẻ. Hiện đơn vị quản lý đã phát hành trên 2 triệu thẻ du lịch quốc gia và đang tăng cường phổ biến sử dụng thẻ du lịch thông minh này đến người dùng. Trước hết là những người làm trong ngành du lịch dịch vụ. Sau cái hội thảo này, chúng tôi cũng có cái kế hoạch là thông tin đến các cái chi hội, các cái sự cần thiết của thẻ đến các chi hội để các chi hội tiếp tục thông tin đến các hội viên để cho các hội viên có thể là một là sử dụng cái thẻ này cho cá nhân mình, thứ hai nghĩa là phổ biến tiếp đến cho khách du lịch, đặc biệt khách du lịch inbound. Thẻ Việt, thẻ du lịch thông minh là một sản phẩm chiến lược trong hệ sinh thái du lịch thông minh, mang đến những tiện ích hàng đầu cho du khách. Trước mắt, người tham dự sẽ được hỗ trợ mở thẻ miễn phí, hướng dẫn sử dụng và trải nghiệm các tính năng của thẻ và hệ sinh thái ứng dụng. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Hội đồng Liên minh châu Âu EU đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine với số tiền lên tới 1 tỷ euro theo cơ chế hòa bình châu Âu. Đại diện cấp cao của EU cho biết, gói hỗ trợ 1 tỷ euro này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Đến nay, EU đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine 5,6 tỷ euro trong khuôn khổ của cơ chế này. Theo kế hoạch, số tiền 1 tỷ euro nói trên sẽ dùng để mua đạn pháo và tên lửa và cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, để đủ điều kiện được giải ngân từ quỹ, các hợp đồng mua bán phải được hoàn tất trước ngày 30 tháng 9 tới. Trong khuôn khổ dự án của khối hoặc do một quốc gia thành viên dẫn đầu. Quân đội Sudan thông báo đã cử phái đoàn tới Ả Rập Xê Út để thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn đang trong quá trình gia hạn với lực lượng bán quân sự RSF đối địch. Phái đoàn của quân đội Sudan tới Ả Rập Xê Út sẽ thảo luận về thời gian ngừng bắn và việc tiếp cận nhân đạo ở quốc gia Đông Bắc Phi. Quân đội Sudan cũng đã chấp nhận đề xuất ngừng các cuộc giao tranh với lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch, song sẽ không tham gia bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với lực lượng này. Trong một tuyên bố chung, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã hoan nghênh việc các bên đối địch ở Sudan đàm phán mới sau nhiều tuần giao tranh, đồng thời kêu gọi cả hai bên tích cực tham gia các cuộc đàm phán hướng tới ngừng bắn và chấm dứt xung đột. Liên quan tới tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, theo giới chức địa phương, số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tại miền đông nước này đã tăng gấp 3 lần lên khoảng 200 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể bị chôn vùi trong vùng đất. Thống đốc tỉnh Nam Kivu cho biết, mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại một số ngôi làng ở tỉnh này. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 227 thi thể. Phần lớn nạn nhân là những người đang ngủ ngoài trời hoặc trong các trường học và bệnh viện khi lũ quét qua. Hiện hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, hàng chục người bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng không có đủ thuốc men và vật tư cùng trang thiết bị y tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.